Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Chùa Quê Hương tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giải chế đạo tràng An Cư Kiết Hạ sớm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tại Phú Yên, ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp Nguyễn đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Mãn nhập Bảo Tháp. Do dịch bệnh Covid-19, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tạm hoãn lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Cuối chương trình, mời quý vị cùng Phật sự online nhìn lại những hoạt động của Hội Từ thiện Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh qua 20 năm hình thành và phát triển. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các hạ trường trong toàn tỉnh thực hiện lễ mãn hạ sớm hơn quy định. Thay vì 3 tháng, từ 12 tháng 4 đến 12 tháng 7 âm lịch như hàng năm, trường hạ tập trung tại chùa Quê Hương, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ giải chế đạo tràng An Cư Kiết Hạ vào hôm ngày 4 tháng 8 vừa qua. Để phòng chống dịch COVID-19 đang tái diễn phức tạp trong cộng đồng, thực hiện theo chỉ thị số 173 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và chỉ thị của Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp, vì đảm bảo sức khỏe cho tăng ni trong toàn tỉnh về việc giãn cách, tránh tập trung nơi đông người ở các điểm hạ trong toàn tỉnh. Sáng ngày 4 tháng 8, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giải chế đạo tràng An Cư Kiết Hạ chùa Quê Hương, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là điểm chính dành cho chư tăng. Theo quy định mùa hạ, chư tăng ni phải cấm túc an cư trong suốt 3 tháng mùa mưa, nhưng vì năm nay dịch bệnh có phần chuyển biến phức tạp trong cộng đồng với chủ trương chống dịch như chống giặc, vì thế Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các hạ trường trong toàn tỉnh thực hiện lễ mãn hạ sớm hơn quy định, thay vì 3 tháng, từ 12 tháng 4 đến 12 tháng 7 âm lịch như hàng năm. Vì hạn chế việc tập trung đông người, nên ban tổ chức hạ trường tổ chức lễ bế mạc với quy mô nội bộ, dưới sự chứng minh của chư tôn đức thường trực Phật giáo tỉnh, giáo thọ sư và ban chức sự hạ trường. Được biết, đây là lần đầu tiên huyện Tam Nông được khai mở đạo tràng An Cư Kiết Hạ. Tuy mới 2 tháng, nhưng hạ trường chùa Quê Hương nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo giáo hội, quý giáo thọ sư về giảng dạy giáo lý, Phật tử ngoại hộ về ẩm thực cho hạ trường đầy đủ. Sáng ngày 4 tháng 8 nhằm ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý, ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Mãn, nguyên chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, nguyên phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, nguyên chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đồng Xuân, nguyên trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đồng Xuân, viện chủ chùa Long Hưng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân nhập Bảo Tháp. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Nguyên Từ, chứng minh Ban Trị sự cho Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Đồng Tiến, trưởng Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Quảng Phát, chứng minh Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy An, Hòa Thượng Thích Quảng Giải, Thượng tọa Thích Thông Hòa, đồng Phó trưởng Ban Trị sự tỉnh, Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự và cầu nguyện. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Chúc Phát, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên đã cung tuyên tiểu sử trưởng lão Hòa Thượng Tân Duyên Tịch. Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Đấu, sinh năm 1936 tại khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Năm lên 7 tuổi, Ngài được Hòa Thượng Tâm Từ, trụ trì chùa Lư Sơn, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho pháp danh là Nguyên Quang. Năm 14 tuổi, Ngài được cha mẹ cho xuất gia và theo học với Hòa Thượng Thượng Trừng Hà Quang, thiền sư Nhất Hạnh. Năm 1968, Ngài được bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới tại Phật học viện Hải Đức, Nha Trang. Sau khi thọ đại giới, Hòa Thượng học đại học 2 năm ở Sài Gòn. Năm 1976, Hòa Thượng được Ủy ban Nhân dân thị trấn La Hai mời làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam suốt 10 năm, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng huân chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Năm 1979, Hòa Thượng trụ trì chùa Long Hưng. Từ năm 1997, Ngài được Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên mời giữ nhiều chức vụ trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Cố Hòa Thượng được suy tôn hàng giáo phẩm chứng minh Ban trị sự tỉnh. Do niên cao lập trưởng, trưởng lão Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý nhằm ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại chùa Long Hưng, trụ thế 85 năm 53 Hạ Lạp. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Hòa Thượng Thích Đồng Tiến tuyên đọc điếu văn chia buồn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Quảng Thanh thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm ơn sư. Đại đức Thích Nguyên Minh, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự tỉnh, thay mặt ban tổ chức tang lễ cảm tạ chư tôn đức giáo phẩm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh thành, tăng ni, các tự viện trong và ngoài tỉnh đã đến đảnh lễ giác linh trưởng lão Hòa Thượng, gửi vòng hoa kính viếng. Sau đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Từ cung tuyên pháp ngữ phất trần, chư tôn giáo phẩm chứng minh cùng chư tôn thiền đức trong ban nghi lễ đã tiến hành lễ di quan cố trưởng lão Hòa Thượng rời giác linh đường nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Long Hưng. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 8, đoàn Ban Tôn giáo và Công an tỉnh Phú Yên do ông Nguyễn Hòa Phương, Phó Ban Tôn giáo tỉnh và ông Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa kính viếng tang lễ trưởng lão Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Mãn. Trong niềm kính tiếc, các vị trưởng đoàn đối trước giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng dâng hương tưởng niệm, thành kính cầu nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến môn nhân pháp quyến cùng toàn thể quý Phật tử chùa Long Hưng đã mất đi một bậc tôn sư khả kính, một bậc tòng lâm thạch trụ. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tái phát trở lại và diễn biến phức tạp, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã có thông báo tạm hoãn lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thông báo tạm hoãn lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Theo chương trình, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh dự kiến sẽ tổ chức chấm giải vòng chung khảo vào ngày 9 tháng 8 và lễ công bố trao giải thưởng cuộc thi vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo công văn số 320 và 321 của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 2014 về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban tổ chức cuộc thi thông báo tạm hoãn tổ chức chấm giải vòng chung khảo và lễ công bố trao giải thưởng cuộc thi để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chương trình sẽ được tổ chức khi có thông báo sau. Thì kể từ ngày phát động cuộc thi cho đến nay đã trải qua gần hơn 4 tháng, và đặc biệt năm nay cuộc thi đã lan truyền khắp trên mọi miền đất nước và đặc biệt là ra các nước ngoài. Và đến giờ phút này, ban tổ chức đã ghi nhận và gần hơn 500 tác phẩm dự thi, và gồm nhiều thể loại như là văn chương, truyện ngắn, ký sự, tản văn, tùy bút, thơ, báo viết và bài phản ánh, phóng sự truyền hình và hình ảnh nghệ thuật. Qua một cái thời gian vòng sơ khảo, thì ban thư ký đã làm việc theo quy chế của cuộc thi và lựa chọn những tác phẩm đúng và hợp với quy chế cuộc thi của ban giám khảo, và đã chọn ra gần 200 tác phẩm gồm 131 tác giả có những giá trị đích thực, chất lượng đặc sắc để tuyển chọn vào vòng chung khảo, và do quý vị trong ban giám khảo trực tiếp chấm. Và Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng vào ngày 21 tháng 8, nhưng với cái tình hình dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp, vì vậy cho nên ban tổ chức sẽ chuyển và dời cái cuộc thi và cuộc công bố trao giải thưởng
vào một thời gian nhất định và có thông báo sau. Kính mong chư tôn thiền đức, tăng ni, quý vị Phật tử và các tác giả tham dự cuộc thi niệm tình hoan hỷ. Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020 nhằm tôn vinh đạo hiếu và truyền thống văn hóa dân tộc, tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước và xiển dương những tấm gương hiếu thảo. Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đạo hiếu trong thời đại ngày nay, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hưng thịnh, vững bền. Đây là cuộc thi lần thứ hai do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát động từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến nay, đã lan tỏa không chỉ trong địa bàn tỉnh Quảng Nam mà khắp cả các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là người Việt ở nước ngoài cũng gửi tác phẩm dự thi. Trải qua 4 tháng, ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm văn học với nhiều thể loại khác nhau, có giá trị thiết thực, nội dung xung quanh về chủ đề đạo hiếu. Tại vòng sơ khảo, ban thư ký làm việc theo quy chế cuộc thi, lựa chọn ra hơn 200 tác phẩm của 131 tác giả có giá trị chân thực đặc sắc nhất để đưa vào vòng chung khảo chấm giải do ban giám khảo trực tiếp tuyển chấm. Ban giám khảo cuộc thi là chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh, các nhà văn nhà báo uy tín thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam do ban tổ chức mời tham gia thành viên ban giám khảo để tuyển chấm những tác phẩm có giá trị chân thực đặc sắc nhất trao giải. Quý vị thân mến, 20 năm qua, Hội Từ thiện Từ Nguyên tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhiều tấm lòng hảo tâm, là nơi lan tỏa sức mạnh của lòng từ bi, tình yêu thương bao la của Đức Phật. Hội Từ thiện Từ Nguyên đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, giúp đỡ nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kịp thời bà con trong đại dịch Covid-19. Rất nhiều chương trình hoạt động được hội xây dựng đã mang lại hạnh phúc, lợi lạc cho mọi người. Mời quý vị cùng Phật Sự Online nhìn lại những hoạt động của hội trong 20 năm qua. 20 năm, khoảng thời gian không phải là dài so với đời người, càng không phải là dài so với lịch sử của một vùng đất. Nhưng đối với nhiều bà con nghèo khu vực miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh và những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, khoảng thời gian 20 năm qua đã có những bước ngoặt kỳ diệu, đã có những định mệnh được xoay chiều, đã có những số phận được đổi thay. Hồi đó giờ đây cũng như vùng sâu vùng xa, cầu kỳ không có, nay đó nhà từ thiện xuống đây bắt được cây cầu cho bà con được đi qua lại với học sinh và đến trường cũng tiện lợi, tôi hết sức là cảm ơn. Từ Nguyên. Với sự cố gắng nỗ lực của thầy Thích Minh Phú, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội từ thiện Từ Nguyên quận 4 và các thành viên hội từ thiện, đến nay gần 400 cây cầu giao thông nông thôn mang tên Từ Nguyên nối nhịp đôi bờ mơ ước đã được hoàn thiện. Bây giờ không còn thấy hình ảnh bà con sớm chiều chèo đò đưa các em học sinh sang sông, không còn những chuyến đò dọc đò ngang lên đên sông nước, những nhịp cầu nối liền những cung đường rộng mở đã đưa các em vững bước đến trường, những cây cầu giúp sức cho bà con trong việc đồng áng, việc giao thương qua lại. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc lên theo từng nhịp cầu dẫn lối. Chương trình khám bệnh phát thuốc cho người nghèo được thực hiện. Thầy Phú cùng với hội từ thiện Từ Nguyên đã đem đến cho bà con sự chăm sóc đặc biệt mà nhiều người vẫn còn không tin được rằng mình có thể khỏi bệnh, được khám và chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Được chia sẻ, được hiểu biết về bệnh tật của mình, nhiều chị em nghèo không kìm được nước mắt trào dâng. Trong thời khắc vượt qua hoạn nạn, nhiều bà con nghèo luôn được sự động viên của những con người hết lòng vì họ, vì cuộc sống chung. Còn gì ý nghĩa hơn việc giữ cho trái tim non trẻ được bình thường khỏe mạnh với nhịp đập của lòng nhân ái, giúp người bất hạnh nhận thấy mình không bất hạnh. Thầy Phú và Hội Từ thiện Từ Nguyên kết hợp triển khai chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo và tài trợ hơn 150.000 ca phẫu thuật mắt miễn phí cho bà con. Không thể kể hết niềm hạnh phúc của bao người trong thời khắc được thỏa ước mơ, nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Tình nhân ái của cả cộng đồng đã làm nên điều kỳ diệu, giúp nhiều người trong lúc vô vọng, truyền cho họ niềm tin để vượt qua mọi mặc cảm. Đại đức Thích Minh Phú đã khơi nguồn và thắp lửa yêu thương cho những đóa hoa tâm lấp lánh ánh đạo từ bi của Phật, sưởi ấm mọi cảnh đời khốn khó quanh mình,
bằng việc trao tặng tới 1.000 căn nhà tình thương giúp đỡ cho bà con nghèo có được mái ấm an cư để mọi người thêm vững lòng tin vào ngày mai an lạc. Cũng bởi những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, cách cho đi của thầy Minh Phú là phải bắt đầu từ tâm thiện lành, biết thấu cảm sẻ chia với lòng từ bi, chân thành tỉnh thức, thấu rõ từng cảnh ngộ đau thương mà có cách hỗ trợ sâu sát, thực tế, đúng người đúng chỗ để đạt được kết quả thiết thực, hữu ích nhất cho mọi người. Thời gian gần đây thì cái mùa hạn mặn này thì đối với Ba Tri thì ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì thông qua thầy thì thầy cũng hỗ trợ cho Ba Tri. Qua cái hội hỗ trợ này thì những cái máy lọc nước như là máy có công suất lớn 750 lít thì cũng 10 cái, rồi cái máy công suất nhỏ là hộ mini chỗ gia đình này thì cũng 40 mấy cái. Thì đây là cái việc làm mà giúp cho người dân Ba Tri là khắc phục khó khăn rất là nhiều trong cái mùa hạn mặn vừa qua. Hạn mặn là điều không ai mong muốn, là tình trạng hết sức báo động ở nơi vẫn được biết đến với những dòng sông chở nặng phù sa, mang đầy tôm cá. Vì hạn mặn nên cuộc sống của mọi người bị đảo lộn. Việc hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn là hết sức cần thiết. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thầy Phú và Hội Từ Thiện Tường Nguyên đến và giúp đỡ bà con kịp lúc đã khiến niềm vui và lòng biết ơn, những tình cảm cao đẹp như càng khắc sâu hơn trong tâm người cho và người nhận. Nhiều cái chương trình thiện nguyện của thầy cũng như là của Hội Từ Thiện Tường Nguyên giúp cho Ba Tri trong cái thời gian vừa qua. Ở đây thì cụ thể là như xây dựng cầu nông thôn, đó thì tạo cái điều kiện thuận lợi để cho địa phương người dân giao thương thuận lợi, học sinh đi lại dễ dàng, tạo cái điều kiện địa phương phát triển kinh tế ngày càng nó tốt hơn, thuận lợi trong cái mặt giao thông. Cái thứ hai nữa thì thầy cũng quan tâm giúp đỡ chia sẻ cho huyện một số cái chương trình như là chăm sóc sức khỏe nhân dân, thường xuyên là về khám tầm soát bệnh, cấp thuốc miễn phí hoặc là chương trình mổ mắt cho bà con của huyện nhà, cũng rất là nhiều chương trình trong cái thời gian vừa qua. Hay nữa là thầy cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho những người tàn tật nó về xe lăn, xe lắc, các cái chương trình để hỗ trợ giúp những người có cái hoàn cảnh yếu thế tàn tật này để vượt qua những cái khó khăn trong đời thường để họ ổn định vươn lên trong cái cuộc sống tốt hơn. Hoặc là thầy cũng hỗ trợ cho nhiều cái chương trình cho các em có hoàn cảnh khó khăn để các em là an tâm đến trường, đến lớp, vượt qua những cái khó khăn. Nhiều cái chương trình học bổng, học phẩm cho các em có hoàn cảnh của huyện trong cái thời gian vừa qua. Thì đặc biệt cái thời gian vừa qua thì do cái đại dịch Covid-19 và cái hạn mặn xâm nhập sâu của huyện, thành ra cái điều kiện mà thiếu nước ngọt rất là trầm trọng, nhất là nước sinh hoạt trong nhân dân. Thành ra là thầy cũng rất là quan tâm, vận động, rồi hỗ trợ giúp cho Ba Tri các cái máy lọc nước ngọt để trang bị cho các cái địa phương trong huyện để tạo điều kiện bà con có cái nước sinh hoạt, ăn uống và để vượt qua trong cái điều kiện khó khăn trong cái mùa hạn mặn này. Thì nói chung là nhiều cái chương trình của Thầy Đại Đức Thích Minh Phú và Hội Từ Thiện Tường Nguyên thì phải nói là Ba Tri rất là tri ân, rất là trân trọng những cái tình cảm mà của thầy và của hội đã dành cho bà con Ba Tri trong cái thời gian vừa qua. Nối dài hành trình cứu trợ bà con trong đại dịch Covid-19, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Minh Phú, bếp ăn Từ Thiện Tường Nguyên luôn ấm lửa mỗi ngày, mang những phần cơm chay thơm ngon đến hỗ trợ những khu cách ly trong thời gian giãn cách xã hội. Nhiều năm nay, các thành viên và tình nguyện viên vẫn bền lòng duy trì thắp sáng bếp lửa Tường Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 30.000 phần cơm chay mỗi tháng cho bệnh nhân, các bệnh viện trên thành phố, người bán vé số, người nghèo, lang thang cơ nhỡ. Mỗi phần cơm chay Tường Nguyên được gửi trao đến tận tay người nhận, không chỉ thơm ngon và bổ dưỡng mà còn mang cả sự ân cần, quan tâm và nụ cười thân ái từ những người trao đi. Trong hơn 20 năm hướng dẫn Hội Từ Thiện Tường Nguyên làm hàng ngàn việc thiện với nhiều điều phải lắng lo, suy nghĩ. Nhưng việc nào, Đại Đức cũng dùng tâm mình để gắn bó, không dám sơ sài, qua loa. Nếu phải kể đầy đủ những việc mà Đại Đức cùng Hội Từ Thiện Tường Nguyên đã làm, thì không lời nào có thể kể hết,
Đó là những đóng góp lặng thầm, bền bỉ, thấm nhuần đạo từ bi của giáo pháp Như Lai mà người hành giả nhập thế đã hoằng dương Phật Pháp bằng cả tâm hạnh lành, bởi sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm tin 20 giờ hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online. Quý vị lưu ý thường xuyên theo dõi tin tức về tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế khuyến cáo. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị sức khỏe, luôn an vui trong chánh pháp và thành tựu mọi Phật sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.